Thi thiên 29 Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh, tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban. Ngài khiến nó nhảy như bò con. li và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng ca đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền ngài thay thải đều hô rằng, vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc, phải Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Sách Công vụ các sứ đồ Chương 1 Hỡi Theophila Trong sách thứ nhất ta ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răng dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mà các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng, dân đã làm phép bắp tên bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép bắp tên bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, Lại Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy ấy là việc các ngươi chẳng nên biết nhưng khi đức thánh linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành jerusalem cả xứ jude xứ samari cho đến cùng trái đất ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem ngài có một đám mây tiếp ngài khuất đi không thấy nữa các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: hỡi người Galile, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày sa bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Zelot và Jude con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em ngài. Trong những ngày đó, phi đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người mà nói rằng: Hỏi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Juda, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giêsu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nước bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán. Đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là hát dama nghĩa là ruộng huyết. Trong sách thi thiên cũng có chép rằng, Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó. Lại rằng, nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Giêsu đi lại giữa chúng ta, từ khi dân làm phép báp tim cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người. Joseph, tức là Ba-sa-ba -ba, cũng gọi là Giúp Tu và matia rồi cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này ai là người chúa đã chọn đặng dự vào chức vụ sứ đồ thay vì Giuđa đã bỏ đặng đi nơi của nó đoạn bắt thăm trúng nhầm ma thia người bèn được bổ vào 11 sứ đồ chương 7 đức giê-hô-va phán cùng mô-sê rằng hãy xem ta lập ngươi như là đức chúa trời cho pha-ra-ôn còn a-rôn anh ngươi sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi. Rồi Aaron, anh ngươi, sẽ tâu cùng Pharaon, đặng ngươi thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Egypto. Nhưng Pharaon sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Egypto, dùng những sự đoán phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Ai Cập mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Ai Cập thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và khi hai người tâu cùng Pha-ra-ôn thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Khi nào Pha-ra-ôn truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi. Thì ngươi sẽ nói cùng Aaron rằng, hãy lấy cây gậy của anh liện trước mặt Pharaon, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy, Moses và Aaron đến cùng Pharaon và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Aaron liện cây gậy mình trước mặt Pharaon và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaon bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Egypto phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liền gậy mình, liền hóa thành rắn. Nhưng gậy của Aaron nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pharaon vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Moses và Aaron y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Moses rằng, Pharaon đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai, Pharaon sẽ ngự ra bờ sông. Ngươi hãy ra mắt người và cầm theo cái gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng, Vì Hô Va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew, sai tôi đến gần bệ hạ đặng tâu rằng, Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức giê Hô Va có phán như vậy. Vì việc này, ngươi sẽ biết ta là Đức giê Hô Va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. Cá dưới sông sẽ chết và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai Cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ai Cập, trên rạch, sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết cả xứ Ai và trong những bình chứa nước bằng gỗ bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. Vậy môi và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai Cập không thể uống được. Vậy huyết lan khắp cả xứ Ai Xong các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. Lòng pharaoh cứng cỏi không nghe Moses và Aaron chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. pharaoh xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. Và vì hết thảy người Cập uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được bảy ngày. Chương tám đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy đi ra mắt pha ôn và tâu cùng người rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này ta sẽ dán tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sinh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường ngươi và nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ết nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy cầm gậy dơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ai Cập. A-rôn dơ tay mình trên các sông rạch xứ Ai Cập, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuộc sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến Ết nhái bò lên xứ Ai Cập. Pharaoh bèn đòi Môsê và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để ngài khiến Ết nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hebrew đi tế Đức Giê-hô-va. Môsê bèn tâu cùng Pharaoh rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng, đến ngày mai. Mô-xe rằng, sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ, cùng dân sự của bệ hạ, chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Mô-xe và A-rôn, bèn lui ra khỏi Pharaon. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pharaon. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se, ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaon thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy dơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa mũi khắp cả xứ Egypto. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy dơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành mũi, bu người và súc vật. Hết thảy bụi đều hóa thành mũi trong xứ Egypto. Các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh mũi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy, mũi bu người và súc vật. Các thuộc sĩ bèn tâu cùng Pharaon rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaon cứng lòng, chẳng nghe Moses và Aaron chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Moses rằng, Này, Pharaon sẽ ngự ra mé sông. Ngươi hãy dậy sớm, đi ra mắt người mà tâu rằng, Đức Chí có phán như vậy. Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai rùi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai đều sẽ bị rùi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô Sen ra là nơi dân ta ở, không có rùi mòng. Hầu cho ngươi biết rằng, ta, Jehovah, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy, trong cung điện pha ra ôn nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ ai cập đều có ruồi mòng vô số. Đất bị ruồi mòng hủy hoại. Phá-rô-ôn bèn đòi Mô-xe và Aaron mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Nhưng Môi-se tâu rằng, làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Egypto. Nếu chúng tôi dân của lễ gớm ghê trước mắt người Egypto, họ há chẳng luyện đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng ba ngày đường, dân tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Pharaoh bèn phán rằng, ta sẽ tha các ngươi đi dân tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng. Nhưng đừng đi xa hơn. Hãy cầu nguyện cho ta với. mô xe tâu rằng, Này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ. Cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai, rùi mòng sẽ lìa xa pha ra ôn quần thần và dân sự người. Nhưng xin pha ra ôn chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn lui ra khỏi pha ôn và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời mô se Rùi mòng lìa xa Pha-ra-ôn quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này, pha ôn lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi.